Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình livestream của hệ thống Bệnh viện Mắt Hitech vào khung giờ quen thuộc 15 giờ chiều thứ sáu hàng tuần. Kính thưa quý vị, như chúng ta đã biết thì những năm trở lại đây thì tình trạng trẻ em mắc tật khúc xạ thì ngày càng gia tăng. Và chính vì vậy, việc thăm khám mắt định kỳ nhằm giúp chúng ta phát hiện sớm cũng như là có các biện pháp hỗ trợ kịp thời các bệnh lý tại mắt, đặc biệt là vấn đề tật khúc xạ, thì là việc rất cần thiết để chúng ta có thể duy trì một cái chất lượng thị giác hoàn hảo cho các bạn nhỏ và để giúp các bạn trẻ đảm bảo việc sinh hoạt cũng như là học tập, đồng thời là tránh những diễn biến không mong muốn khi mà tình trạng tật khúc xạ không được phát hiện kịp thời, như là tình trạng nhược thị hay là cái việc tiến triển cận thị quá nhanh. Thì việc thăm khám cũng như là kiểm tra mắt định kỳ thì cũng sẽ giúp chúng tôi có thể đánh giá đúng tình trạng mắt của trẻ và từ đó thì có những cái tư vấn và chỉ định điều trị phù hợp. Và thưa quý vị, nhân dịp vào ngày lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 cũng như là dịp và khai giảng năm học mới sắp tới thì ngày hôm nay chúng tôi xin phép mang tới một chủ đề, đó là đón đại lễ mùng 2 tháng 9 mắt sáng cùng em đến trường, để có thể giúp quý vị có thể hiểu rõ hơn và có thể giúp con em chúng ta có thể có một đôi mắt sáng khỏe để chuẩn bị bước vào năm học mới. Và đồng hành cùng với tôi ngày hôm nay, xin phép trân trọng giới thiệu thạc sĩ bác sĩ Nghiêm Thị Hồng Hạnh, hiện là giám đốc bệnh viện chuyên khoa mắt Hitech, sẽ là người giải đáp những câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi ngày hôm nay. Xin chào bác sĩ Hạnh ạ. Xin chào MC Thủy và xin chào tất cả các quý vị khán giả đang xem truyền hình. Rất là vui mừng khi lại quay trở lại với trường quay của hệ thống bệnh viện mắt Hitech. Dạ vâng, và thưa quý vị, như thường lệ chúng ta sẽ có những suất quà tặng trị giá 300.000 đồng, chính là một gói khám mắt miễn phí tại cả 3 cơ sở của hệ thống bệnh viện mắt Hitech khi quý vị tham gia tương tác với chúng tôi. Chính vì vậy bây giờ quý vị hãy để lại số điện thoại cũng như là họ và tên của mình để có thể nhận được những suất quà tặng này. Và thưa quý vị, chúng tôi xin phép được thông tin thêm một cái ưu đãi của bệnh viện hệ thống bệnh viện mắt Hitech, đó là chúng tôi đang triển khai chương trình chăm sóc mắt học đường miễn phí, khám tổng quát vào chiều thứ tư và chiều thứ năm hàng tuần tại cả 3 cơ sở, đó là cơ sở 55 Trần Nhân Tông, 55 Hàm Long và 480 Thụy Khuê, áp dụng đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2022. Chính vì vậy là quý vị hãy nhanh chóng đưa con em của chúng ta đi thăm khám vào khung giờ này để có thể chuẩn bị cho con em trước khi bước vào năm học mới. Dạ vâng, và để mở đầu chương trình, để quý vị có thể hiểu rõ hơn về hệ thống bệnh viện mắt Hitech, xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một video giới thiệu về những cái trang thiết bị nhãn khoa đang được trang bị tại phòng khám của hệ thống bệnh viện mắt Hitech. Xin mời quý vị ạ. Máy tóc công, hệ thống thiết bị khám mắt hàng đầu Nhật Bản. Để chẩn đoán và điều trị thành công cho bệnh nhân, ngoài kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn của các bác sĩ, còn cần phải có sự hỗ trợ của hệ thống máy, thiết bị khám hiện đại của Topcon, tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất thiết bị y tế tại Nhật Bản và châu Á, giúp các bác sĩ chẩn đoán nhanh và chính xác hơn. Hãy cùng điểm qua những thiết bị Topcon hiện đại đang được đưa vào phục vụ khách hàng tại hệ thống bệnh viện mắt Hitech. Máy đo khúc xạ kế tự động KR800S là thiết bị đo khúc xạ mắt hiện đại sử dụng những cải tiến công nghệ điện tử mới nhất hiện nay. Máy sinh trắc quang đa chức năng Aladdin Biometer chỉ với một lần đo có thể cho ra kết quả sinh trắc học nhanh và chính xác nhất. Máy MIA quản lý tật cận thị được xem là công nghệ tiên tiến nhất trong quản lý tật cận thị hiện nay. Máy sinh hiển vi SN D301 Digital Slit Lamp khám mắt hàng đầu, cung cấp hiệu suất chẩn đoán lâm sàng có độ chính xác vượt trội so với công nghệ kỹ thuật số chụp và lưu hình ảnh video với độ sắc nét HD. Thiết bị y khoa hiện đại đến từ hãng Topcon Nhật Bản cho phép các bác sĩ của hệ thống bệnh viện mắt Hitech làm chủ trong việc khám chữa bệnh tốt hơn, mang lại kết quả điều trị chuẩn xác và an toàn. Bên cạnh đó, giúp người bệnh luôn cảm thấy thoải mái và an tâm tin tưởng trong suốt quá trình điều trị. Dạ vâng, và chúng tôi xin phép được giải đáp câu hỏi đầu tiên gửi về cho chương trình dành cho bác sĩ Hạnh như sau. Câu hỏi của khán giả Trần Tuấn. Chào bác sĩ, con của tôi thì cứ mỗi năm đi khám thì đều tăng khoảng 1-2 điều độ cận. Vậy bác sĩ cho tôi hỏi là xin lời khuyên để độ cận của cháu có thể không tăng lên được hay không ạ? Xin mời bác sĩ hãy trả lời câu hỏi khán giả Trần Tuấn ạ. Rất cảm ơn câu hỏi vừa rồi. Câu hỏi vừa rồi cũng rất nhiều phụ huynh mỗi lần đưa con đi khám là thắc mắc muốn như thế nào để cho con không bị tăng độ cận. Thế thì cũng rất là khó, bởi vì cháu ở đây là cũng chưa hỏi xem là con bao nhiêu tuổi ngon ạ. Thế thì ở cái độ tuổi học đường ấy, người ta gọi là cận thị học đường, thường là trong cái lứa tuổi cuối cấp 1
sau khi cấp 2 là cái thời kỳ mà tăng số kính là nhiều nhất, bởi vì lúc đấy là con dùng mắt nhiều. Thứ hai là cái cùng với sự phát triển của thể chất của con đang trong cái quá trình mà bắt đầu tuổi dậy thì, cho nên là cái số cận nó sẽ không ổn định giống như các lứa tuổi khác, ví dụ như nhỏ hẳn mình dùng ít mắt, hoặc là lớn hẳn khi mà cơ thể đã hoàn thiện về cấu trúc giải phẫu. Mắt cũng thế, mắt thì cũng phải đầu đến đầu cấp 3 thì bắt đầu là cái sự hoàn thiện của con mắt nó mới đỡ dần, thì thường là đến đầu cấp 3 thì các cái số độ cận ổn định nó sẽ độ ổn định hơn. Còn trong cái lứa tuổi mà cuối cấp 1 là sang đến cấp 2, trong suốt cái quá trình cấp 2 thì thường là số cận nó sẽ rất tăng rất là nhiều. Thế thì để hạn chế cái vấn đề mà độ cận tăng nhiều như thế thì thứ nhất là phải cho mắt nghỉ ngơi. Cho mắt nghỉ ngơi là rất là cần thiết, ngoài việc học ra thì cho con nghỉ ngơi nhiều lên. Ví dụ như là với bạn, những bạn cận độ cận nhẹ này, thì có thể là bỏ kính ra dưới 1,5 thì mình có thể không cần phải đeo thường xuyên, còn 1,75 trở lên thì mình nên đeo thường xuyên. Với những bạn mà cận thị nặng thì nên đeo thường xuyên, đừng để bỏ kính ra, bởi vì khi mà mình các bạn bỏ kính ra thì lại mắt nó phải điều tiết nhiều, nó nhanh mỏi nhanh mệt thì lại nhanh tăng số. Nó do đó tùy theo cái độ cận mà bác sĩ đưa ra những cái lời khuyên khác nhau, cùng với cái chế độ sinh hoạt. Ngoài học ra, các bạn cho mắt nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt, và 6 tháng khám định kỳ một lần để bác sĩ có thể là tư vấn xem là cái độ cận nó tiến triển như thế nào, nó nhanh hay là nó vừa phải hay là nó tăng nhiều, thì bác sĩ đưa ra những cái lời khuyên khác nhau. Mỗi năm trung bình ở cái độ tuổi mà cuối cấp 1 sang đến cấp 2 mà độ cận tăng từ 0,25 đến 0,5 thì đó là bình thường. Đó là bình thường của những người đeo kính thôi. Thế còn nếu mà trên cái độ bình thường đấy thì có nghĩa là tăng nhanh. Mà tăng nhanh thì mình phải tìm nguyên nhân, và từ những cái nguyên nhân đấy mình có thể đưa ra những cái lời tư vấn cụ thể. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ của bác sĩ Hạnh. Vậy thì thưa quý vị, như bác sĩ Hạnh vừa chia sẻ, đó là đối với việc độ cận của con chúng ta tăng thì bên cạnh những cái yếu tố mà chúng ta gần như là chúng ta không kiểm soát được, ví dụ như là cái sự hoàn thiện của nhãn cầu đi kèm khi mà các con tăng chiều cao, thì vẫn có những cái yếu tố mà chúng ta hoàn toàn có thể kiểm soát được để giúp con chúng ta hạn chế cái sự tăng cận. Ví dụ như là chúng ta đeo kính đúng như chỉ định và thời gian mà bác sĩ đã tư vấn cho chúng ta, kèm theo đó là việc chúng ta hạn chế những cái hoạt động nhìn gần bên cạnh việc các con phải học. Nhất là trong thời gian vừa rồi thì các con đã phải sử dụng rất là nhiều các thiết bị điện tử để trong việc học tập, thì chúng ta hãy tăng cái thời gian con ngoài trời để con có thể được thư giãn mắt hơn. Thì đây là những cái yếu tố mà chúng ta có thể kiểm soát được để giúp độ cận của con chúng ta có thể ổn định hơn. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Ngọc Hải gửi về cho bác sĩ Hạnh, đó là: thưa bác sĩ, em được biết đến là có loại kính chống ánh sáng xanh và em có nghe quảng cáo rằng kính này có thể có tác dụng chữa hoặc là tăng làm cho độ cận nó không tăng. Vậy bác sĩ cho hỏi là cái kính này em cho con đeo thì có thể có cái tác dụng như trên hay không? Xin mời bác sĩ Hạnh. Thực ra kính mà lọc ánh sáng xanh ấy, nó chỉ giúp cho cái hoàng điểm và cái đáy mắt của mình nó không bị tổn thương, chứ nó không có tác dụng điều trị cận thị. Vì thế nên là nếu mà bạn cho con đeo kính lọc ánh sáng xanh thì cũng tốt thôi, nhưng với cái chỉ định mà để chống cận thị thì không có. Vì vậy là nếu có điều kiện, bởi vì cái đấy thì hình như là cũng đắt, kính lọc ánh sáng xanh thì cũng đắt, nhưng mà nó sẽ tốt cho hoàng điểm và cho võng mạc của các bạn đeo kính, chứ nó không có tác dụng điều trị chữa cận thị và để làm giảm độ tăng của cận thị đâu. Thì tôi cũng chia sẻ như thế. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì thưa quý vị, như bác sĩ Hạnh vừa chia sẻ, đó là đối với kính chống ánh sáng xanh thì cũng có một cái công dụng tốt hơn so với kính gọng thông thường, đó là có thể lọc phần nào những cái tia sáng hại của các thiết bị điện tử và có thể giúp chúng ta bảo vệ cái phần hoàng điểm hay gọi là điểm vàng trên mắt là của con em. Tuy nhiên, với tác dụng hạn chế tăng cận thị thì chúng ta cần phải sử dụng đến những cái phương pháp khác, như chúng tôi đã nhắc đến trong rất nhiều số trước đây, ví dụ như là sử dụng một số loại thuốc hoặc là một phương pháp như kính áp tròng ban đêm để có thể hạn chế chế độ sinh hoạt. Dạ vâng, và thay đổi cái chế độ sinh hoạt của chúng ta, và chỉ còn kính áp tròng ánh sáng xanh thì sẽ không có cái tác dụng hạn chế tăng cận. Vâng, chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo của khán giả Mai Hà có gửi về cho chương trình như sau: thưa bác sĩ, em phải làm việc với máy tính rất là nhiều, gần như là một ngày khoảng 7 đến 8 tiếng, và em đeo kính cận nhiều thì hay cảm thấy là bị mỏi mắt. Vậy bác sĩ cho em hỏi cách nào để làm giảm thiểu cái triệu chứng này của em hay không? Xin mời bác sĩ Hạnh. Đúng là như thế. Các bạn mà đeo kính cận làm trong một môi trường điều hòa, làm liên tục như thế, cái nước mắt nó bay hơi nhanh, bởi vì cái lòng đen, hay là còn gọi là về chuyên môn của tôi gọi là giác mạc, thì nó không có mạch máu nuôi dưỡng, nó chỉ được nuôi dưỡng bởi cái phim nước mắt nó tiết ra khi mỗi một lần các bạn chớp mắt, thì là lượng phim nước mắt nó được tiết ra, nó dàn đều trên cái lòng đen hay là trên cái giác mạc, thì nó sẽ được
thấm qua cái răng mạc đấy và răng mạc sẽ được nuôi dưỡng. Thế còn nếu mà các bạn làm liên tục máy tính, liên tục trong nhiều giờ để làm trong môi trường điều hòa thì cái phim nước mắt đấy nó bốc hơi nhanh, do đó các bạn sẽ cảm giác nó khô để dẫn đến mỏi mắt. Thế cho nên với những người mà đeo kính cận lâu dài, kể cả không đeo hay có đeo, nhưng nếu làm việc liên tục máy tính trong nhiều giờ như thế thì tôi khuyên là thứ nhất là cho mắt nghỉ ngơi. Ngoài cái việc làm việc ra thì khi nào mà nghỉ ngơi thì các bạn phải cho mắt nghỉ ngơi, chứ đến lúc đấy khi mà nghỉ các bạn lại mang điện thoại ra rồi để đọc báo xem chuyện các thứ thì mắt nó làm việc liên tục như thế thì nó cũng mỏi, chứ giống như người làm tay chân lao động bình thường, làm việc nhiều thì tay chân nó mỏi mệt thôi, do đó là phải nghỉ ngơi. Cái thứ hai, trong trường hợp mà làm văn phòng mà mình không có liên tục, mà mình không đứng dậy được hoặc là công việc nó quá bận rộn thì bạn có thể là áp dụng cái phương pháp 20-20, tức là cứ tầm khoảng 20 phút thì bạn cho mắt nghỉ một lần, nhắm tại chỗ thôi, khoảng 20 giây, hoặc là phóng tầm mắt ra xa khoảng 20 feet, tức là tầm khoảng 5-6 mét gì đấy, để cho mắt nó nhả điều tiết ra. Lúc đấy thì nếu cận nhẹ thì bỏ kính ra, còn cận nặng thì mình vẫn có thể mình đeo kính vào và mình giảm cái độ điều tiết đi bằng cách đấy, nhắm tại chỗ 20 giây hoặc là nhìn ra xa, phóng tầm mắt ra xa để cho mắt nó nhả điều tiết ra. Chứ còn làm việc mà liên tục trong mấy giờ đồng hồ như thế thì đúng là mắt nó sẽ rất là mỏi mệt. Và đây có hai phương pháp, một là nghỉ ngơi, hai là cái nguyên tắc 20-20, cứ 20 phút một lần như thế. Bạn nhắm mắt tầm khoảng 10 giây hoặc 15 giây cũng được để cho mắt nó nghỉ ngơi, hoặc 20 giây đấy, 15-20 giây để cho mắt nó, thứ nhất là cái phim nước mắt nó được tiết ra và nó giảm đều trên cái giác mạc này, nó được bôi trơn cái giác mạc, nó sẽ cảm giác khô mắt nó không còn, và như thế thì khi bạn tiếp tục làm việc thì nó sẽ đỡ mỏi mắt hơn. Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hạnh. Vậy thì lời khuyên của bác sĩ Hạnh dành cho những bệnh nhân đang gặp những cái vấn đề như là nhức mỏi mắt khi mà chúng ta phải sử dụng rất là nhiều thời gian trong ngày trong việc sử dụng máy tính hay các thiết bị điện tử, thì đó là quý vị hãy thay đổi chế độ sinh hoạt của chúng ta, đó là chúng ta hãy cho mắt nghỉ ngơi giữa những khoảng thời gian chúng ta làm việc. Và nếu như mà sau khi quý vị áp dụng những cái phương pháp mà bác sĩ Anh vừa chia sẻ và tình trạng của chúng ta vẫn còn, thì chúng ta hãy cần tới thăm khám tại các phòng khám hoặc các bệnh viện chuyên khoa mắt để các bác sĩ có thể chẩn đoán xem chúng ta liệu có mắc thêm những cái tình trạng khác như là khô mắt như bác sĩ chia sẻ hay không, để từ đó chúng ta sẽ được sử dụng thêm những cái dòng các loại thuốc để có thể hỗ trợ thêm tình trạng này. Vâng, tôi sẽ gửi bác sĩ một câu hỏi mà tôi thấy rất là nhiều quý vị khán giả khi đi khám thì cũng có gặp phải vấn đề này, đó là chào bác sĩ, mấy hôm trước thì em có đi khám tại một cái đo kính tại một cái tiệm kính khá là nổi tiếng. Lúc mà thử kính tại tiệm kính thì em thấy nhìn khá là rõ, tuy nhiên là được ít hôm thì em lại thấy mắt mờ đi nhanh và kèm theo là nhức mỏi. Đặc biệt là khi làm việc với máy tính thì chỉ được một lúc là mắt em nhòe đi và chỉ cảm giác là chỉ muốn nhắm mắt lại thôi. Vậy thì bác có lúc thì lại thấy nhức mắt và nhức đầu nữa. Vậy bác sĩ tư vấn giúp em là em có cần phải đi kiểm tra lại tình trạng này không, hay là cứ nên đeo tiếp tục một vài ngày nữa? Và bác sĩ Hạnh đã đặt câu hỏi này ạ. Đúng là câu hỏi này tôi cũng hay gặp đối với những bệnh nhân đến khám cũng như các phụ huynh có hỏi trong quá trình khám cho các con. Thế thì có hai khả năng xảy ra với những bạn mà đeo kính lần đầu. Nếu mà chỉ đến những cái tiệm kính thông thường thì người ta chỉ đo kính, sau đó là người ta kê đơn. Với những cái bạn mà đo lần đầu như thế thì sẽ xảy ra cái trường hợp nó không chính xác về số kính. Bởi vì sao? Trẻ con ấy, cái khả năng điều tiết nó rất là cao. Nhiều đứa là từ cận thị thành không cận thị, hoặc là từ cận thành viễn. Thế cho nên là với những bạn lần đầu đeo kính thì tôi khuyên là nên đến những cái phòng khám hoặc bệnh viện chuyên khoa mắt để khám. Từ đó bác sĩ sẽ cho nhỏ thuốc để điều tiết để tránh cái hiện tượng cận thị giảm. Bởi vì nếu mà các bạn nhìn gần nhiều quá nó cũng thể là gây co quắp điều tiết và gây cận thị giảm. Khi nhỏ điều tiết ra thì nhiều khi là mắt trở về bình thường và không có chỉ định đeo kính, mà chỉ sử dụng là nghỉ ngơi và sử dụng thuốc là mắt nó sẽ trở về bình thường. Nhưng còn nếu mà các bạn mà cứ đi ra những cái tiệm kính mà các bạn đo kính và không nhỏ thuốc gì cả, thế là có một số tỷ lệ để tận cái kính đấy không đáng phải đeo mà các bạn lại phải đeo, thì sau khi có thể đeo ở đấy nó thoải mái, nhưng về các bạn đeo lâu rồi các bạn sẽ thấy có cái hiện tượng như vừa rồi. Trường hợp thứ hai là các bạn đeo quá số kính. Thường là ra tiệm kính là người ta nhiều khi là cứ theo máy thôi, theo máy đo được số bao nhiêu là cứ cho vào như thế, bởi vì một số tiệm kính họ cũng không có chuyên môn về chuyên khoa mắt đâu, nên là người ta phụ thuộc vào máy. Mà máy thì các bạn biết rồi đấy, có máy thì có những cái sai số rất là cao, có nhất là những cái máy mà nó không ở những cái hãng nổi tiếng, ở những cái hãng thông thường, chỉ những cái máy đo khúc xạ rất là thông thường thôi, thì nó có cái tỷ lệ sai số cao. Nhưng mà tỷ lệ sai số cao mà các bạn chỉ phụ thuộc
thuộc vào những người đeo kính như thế, thì những người thử kính như thế thì chắc chắn là số kính nó sẽ không chính xác. Và cái trường hợp mà bạn vừa hỏi này, tôi chắc là bạn đã đeo quá số rồi. Mời bạn đến một phòng khám mắt, bệnh viện chuyên khoa mắt để kiểm tra lại số kính cho chính xác và chỉnh lại cái số kính cho phù hợp với đôi mắt của bạn. Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hạnh. Và thưa quý vị, việc chúng tôi vẫn luôn khuyên với bệnh nhân đó là khi có bất thường, bất cứ một bất thường nào tại mắt thì việc tới thăm khám tại các phòng khám cũng như là bệnh viện chuyên khoa mắt thì là rất quan trọng. Tuy nhiên là cái việc này thì lại đặc biệt quan trọng hơn với những cái đối tượng là, đặc biệt là các bạn nhỏ như bác sĩ vừa chia sẻ mà lại khám mắt lần đầu khi mà chưa đeo kính gì trước đây mà có các bất thường về mắt, thì cái việc đi thăm khám tại các phòng khám thì chúng tôi có thể có những cái chỉ định chuyên sâu, ví dụ như là nhỏ thuốc để khẳng định cái tật khúc xạ của bạn thì lại đặc biệt quan trọng hơn nữa. Bởi vì tránh những cái tình trạng rất đáng tiếc như bác sĩ ấy chia sẻ, đó là những cái bạn nhỏ không có cận thị hoặc là thậm chí là có viễn thị thế nhưng mà lại được chỉ định kê đeo kính cận thị thì sẽ rất là nguy hiểm và có thể ảnh hưởng rất nhiều tới chất lượng sinh hoạt cũng như là học tập của các bé. Vậy thì với tình trạng của bệnh nhân có hỏi ở đây thì chắc chắn là chúng tôi khuyên đó là quý vị hãy khẩn trương đến khám tại các phòng khám cũng như là bệnh viện chuyên khoa mắt để có thể kiểm tra lại chính xác cái số kính cũng như là cái chất lượng cái kính bạn đang đeo có chính xác hay không. Tiếp theo là một câu hỏi gửi tới cho bác sĩ từ khán giả Phan Lê. Bạn Phan Lê có hỏi rằng cho bác sĩ, cháu năm nay 14 tuổi và được chẩn đoán là viễn loạn thị bẩm sinh. Cháu có xem và tham khảo về phương pháp Ocuvite thì rất là hay, bởi vì với kính này thì chỉ cần đeo đi ngủ và ban ngày thì sẽ không cần phải đeo kính cộng nữa. Vậy bác sĩ cho cháu hỏi là cháu có sử dụng phương pháp này hay không? Xin mời bác sĩ Hạnh ạ. Về lý thuyết ý, thì cái kính Ocuvite là điều trị được cả viễn cả cận thị, nhưng thực ra ở Việt Nam thì mới chỉ có kính điều trị cận loạn thị thôi chứ chưa có kính để điều chỉnh độ viễn loạn thị. Do đó là nếu mà bạn bị viễn loạn thị mà ở độ tuổi 14 thì hiện tại ở Việt Nam mình chỉ có một phương pháp duy nhất là mình đeo kính thôi và mình khám định kỳ tầm 3 đến 6 tháng một lần. Cái viễn thị nếu mà mình phát hiện sớm, đeo kính sớm thì nó còn có xu thế là lớn lên một chút là nó có thể nó giảm số sau khi mắt nó phát triển theo thời gian thì độ viễn lại còn có thể giảm số được nếu mà bạn đeo kính tốt, tuân thủ những cái lời chỉ dẫn của bác sĩ theo cái cách đeo kính và khám định kỳ thì độ viễn còn có thể nó giảm số. Do đó là với cái kính Ocuvite thì hiện tại Việt Nam chưa có chỉ định đối với cả viễn loạn thị và chỉ có một phương pháp duy nhất là mình đeo kính cận. Xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Vậy thì thưa quý vị, như bác sĩ Hạnh vừa chia sẻ đó là với những bệnh nhân có thưa khúc xạ là viễn loạn thị thì hiện tại kính cộng sẽ là cái phương pháp tối ưu nhất. Chính vì vậy là khi quý vị đã đi thăm khám và được chẩn đoán chính xác cái độ viễn loạn thị của mình thì chúng ta hãy tuân thủ đeo kính theo hướng dẫn của bác sĩ để có thể có được thị lực tối ưu. Vâng, nhân tiện về vấn đề về Ocuvite như bác sĩ Hạnh vừa chia sẻ thì cũng có một số câu hỏi mà quý vị đã gửi về cho chúng tôi về chủ đề này. Đầu tiên là câu hỏi khán giả Hải Triều. Bạn Triều có hỏi rằng cho bác sĩ, mắt em bị tình trạng khô mắt, vậy thì bác sĩ cho em hỏi là em có thể sử dụng kính áp tròng đeo ban đêm Ocuvite hay không, bởi vì em cũng đang muốn bỏ kính gọng và đeo kính áp tròng đêm này thì có phải thăm khám thường xuyên hay không? Xin mời bác sĩ Hải ạ. Về ý nhất, đeo Ocuvite có làm khô mắt hay không thì tôi khẳng định là Ocuvite không làm khô mắt. Nếu mà làm khô mắt thì không nên cho những em bé đeo, bởi vì cái độ tuổi đấy nó rất cần thiết phải cần cái sự đầy đủ về tiết nước mắt. Nhưng mà Ocuvite thì bởi vì mình đeo ban đêm và lúc đấy là mình ngủ rồi, mình không có mở mắt gì nữa cho nên cái kính nước mắt của mình rất là đảm bảo và chỉ đeo ban đêm thôi. Do đó đeo kính Ocuvite sẽ không làm khô mắt. Còn ý thứ hai là bác sĩ có bạn có hỏi rằng là đeo kính áp tròng thì có phải thăm khám thường xuyên hay không? Đúng rồi, đeo kính áp tròng đêm tức là bây giờ nó có cái phương pháp phải nói Ocuvite các bạn nhìn thì các bạn không hiểu không. Ocuvite là cái phương pháp đeo kính áp tròng ban đêm để điều chỉnh độ cận thị và độ loạn thị để ban ngày các bạn không phải đeo kính gọng nữa. Thế thì đeo Ocuvite giai đoạn đầu, giai đoạn mới bắt đầu các bạn đeo thì chắc chắn là phải theo dõi sát, lập hồ sơ và theo dõi sát trong vòng từ 1 đến 2 tuần. Sau đó khi mà bạn đã fit kính được rồi, tức là đã chọn được kính nó phù hợp với mắt của bạn rồi, rất là hợp với con mắt của bạn, không gây nó áp chặt quá hoặc là nó không gây lỏng lẻo quá để là đảm bảo được cái thị lực tốt nhất cho bạn, thì trong vòng 2 tuần đấy các bác sĩ hoặc là các bạn cử nhân sẽ xác định được cái kính chính xác cho bạn. Và khi đã xác định được cái kính chính xác cho bạn rồi, vừa vặn với đôi mắt của bạn rồi, thì cái thời gian sau đó các bạn cũng không cần phải đến khám thường xuyên như là giai đoạn đầu tầm khoảng 1 đến 2 tuần đầu. Xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hạnh.
Vậy thì thưa quý vị, như bác sĩ vừa chia sẻ đó là khi những bệnh nhân đeo sử dụng kính áp tròng ban đêm, ok, thì cái thời gian thăm khám thì trong một tháng đầu thì bác sĩ vừa chia sẻ đó là sẽ cần sát sao hơn, bởi vì chúng ta cần phải tìm ra cái kính phù hợp với mắt của chúng ta. Còn khi chúng ta đã lựa chọn được một cặp kính phù hợp và thị lực của chúng ta đã đạt tối ưu rồi, thì lúc đấy các bạn cũng chỉ cần thăm khám định kỳ 3 tháng một lần để chúng tôi có thể đảm bảo rằng cái kính các bạn sẽ vệ sinh sạch và cũng như là mắt của chúng ta sẽ vẫn giữ được cái thị lực tối ưu. Vâng, nhân về kính ốc cây thì có một câu hỏi tiếp theo của khán giả Thanh Phú có hỏi bác sĩ Hạnh như sau, đó là thưa bác sĩ, khi sử dụng kính ốc cây nhiều thì có thể gây ra tình trạng là chảy xước giác mạc hay không, bởi vì em thấy có tình trạng đeo kính áp tròng ngày ban ngày thì cũng có thể gây đến viêm nhiễm. Vậy bác sĩ tư vấn giúp em, vì em đang quan tâm đến phương pháp này, xin mời bác sĩ Hạnh. Vâng, thì kính áp tròng nó có hai loại, kính áp tròng ban ngày và kính áp tròng ban đêm. Kính áp tròng ban ngày là kính áp tròng mềm. Đó, và kính áp tròng ban đêm là kính áp tròng cứng. Kính áp tròng mềm ban ngày thì thực ra nó chỉ thay cho cái việc mình đeo kính gọng, không đeo kính gọng thì mình đeo kính áp tròng mềm đấy. Nhưng mà ở cái môi trường của Việt Nam mình này, bụi bẩn nhiều, ô nhiễm môi trường, cho nên là khi đeo kính áp tròng ban ngày thì thường là rất hay xảy ra cái viêm nhiễm. Thế còn cái đeo kính áp tròng ban đêm, tức là đeo kính OTK đấy, là đeo kính áp tròng để điều chỉnh cái độ cận, độ loạn trên bề mặt giác mạc của mình, thì mình chỉ đeo ban đêm và đeo khi ngủ, do đó là nó sẽ không gây chảy xước. Trừ trường hợp bạn làm sức cái kính đấy do cái chế độ chăm sóc cái kính đó. Cái kính đấy là khi mà bạn đeo ấy là các bạn cử nhân khúc xạ sẽ hướng dẫn cái cách chăm sóc rất là cẩn thận. Thế thì nếu mà trong trường hợp mà bạn chăm sóc không cẩn thận mà cái kính nó có thể bị xước, thì khi mình đeo vào nó cũng thể nó gây ra chảy xước giác mạc. Thì đấy là chỉ khi là các bạn chăm sóc không tốt thôi, chứ còn bình thường nếu cái kính mà nó còn nguyên vẹn, nó không bị làm dẹt sao cả, thì nó không gây chảy xước giác mạc. Và cũng có một số trường hợp, ví dụ như các em nhỏ mà không ý thức được việc đeo kính áp tròng ban đêm, đưa tay rụng thì nó cũng có thể nó va chạm, nhưng cái tỷ lệ đấy rất ít xảy ra. Và đó là đeo cái kính đấy là nó tương đối an toàn, nó không gây chảy xước giác mạc nếu không có những cái tác động vật lý. Vâng, xin cảm ơn chia sẻ của bác sĩ Hạnh. Vậy thì quý vị hãy hoàn toàn yên tâm khi tham khảo cái phương pháp OTK tại hệ thống bệnh viện Mắt Hitech, bởi vì nếu như chúng ta tuân thủ đúng những cái phương pháp vệ sinh cũng như là tuân thủ đúng các lịch tái khám thì gần như sẽ không có khả năng nào chúng ta có thể gặp cái tình trạng này. Chúng ta sẽ cùng đến với câu hỏi tiếp theo về loại kính áp tròng mềm mà bác sĩ Hạnh cũng vừa mới nhắc tới, bởi vì đây cũng là loại kính mà tôi thấy các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn nữ sử dụng rất là nhiều trong những cái dịp, đặc biệt là các dịp sự kiện mà các bạn ấy cần trông xinh xắn hơn một chút. Vâng, chúng ta sẽ cần đến với câu hỏi của khán giả Lê Hằng như sau. Tôi thấy trên thị trường có loại kính áp tròng thường và kính áp tròng màu. Vậy bác sĩ cho em hỏi là kính áp tròng màu thì có điểm gì gây nguy hại cho mắt hơn hay không? Bởi vì em thường xuyên phải sử dụng loại kính này đi dự sự kiện. Xin mời bác sĩ hãy giải đáp câu hỏi của Lê Hằng ạ. Nếu mà kính áp tròng ấy, có hai loại kính áp tròng, là kính áp tròng thường thì nó là màu trong. Thế còn kính áp tròng màu ấy, thì ngoài cái màu xám thì có thể có màu xanh, màu nâu mà các bạn yêu thích. Thì nếu trong trường hợp các bạn mua, thứ nhất là đúng hãng, hãng tốt, thứ hai là cái chế độ chăm sóc thật tốt và đeo ít thôi. Những cái đấy thì ví dụ như mình tiếp xúc cái đấy thì nó không có cái chế độ thấm khí tốt, cho nên nếu mà các bạn đeo ban ngày như này tầm khoảng 2-3 tiếng thì còn được, còn nếu mà đeo kính áp tròng màu thì cả ngày thì tôi khuyên không nên, thế nào cần thiết mới đeo thôi, tại vì cái môi trường của mình nó cũng bụi bẩn nhiều. Nếu mà cái áp tròng màu đấy thì tôi cũng không biết chất lượng nó như thế nào. Nếu mà các bạn mà mua ở những cái hãng mà nó tốt, nó nổi tiếng thì có thể nó đảm bảo được cái vệ sinh, còn nếu mà các bạn mà cứ mua những cái hàng trôi nổi thì tôi cũng không biết, không đảm bảo được cái vấn đề đấy. Mà tôi khuyên là nếu mà đeo kính áp tròng màu thì các bạn chỉ đeo ngắn thôi, tầm 2-3 tiếng thì có thể đảm bảo được cái vấn đề về vệ sinh cho đôi mắt của mình. Xin cảm ơn bác sĩ Hạnh. Như bác sĩ chia sẻ đó là kính áp tròng màu thì nếu như chúng ta chỉ sử dụng trong thời gian rất là ngắn, ví dụ một vài tiếng hoặc rất là ít khi chúng ta mới cần dùng, chúng ta cũng có thể sử dụng, nhưng mà chúng ta phải mua những cái hãng có uy tín, bởi vì hiện nay thì với những cái công nghệ sản xuất kính áp tròng màu của nhiều hãng uy tín thì cũng đã có những cái công nghệ cao làm cho chúng ta hạn chế cái việc phải tiếp xúc với những cái phân tử màu trong kính áp tròng. Tuy nhiên là những cái hãng mà nó không uy tín thì chúng ta vẫn có thể gặp cái vấn đề nguy hiểm khi mà chúng ta tiếp xúc, nếu mà đặc biệt là những bệnh nhân lại còn đeo liên tục dài ngày những cái loại kính áp tròng màu này nữa, thì mắt của chúng ta vẫn có khả năng phải tiếp xúc với những cái hàng phân tử màu trong kính tiếp xúc. Chính vì vậy là với những bệnh nhân mà thường xuyên phải đeo kính áp tròng thì bác sĩ cũng khuyên là chúng ta nên sử dụng loại kính áp tròng thông thường và không có màu. Vâng. Vậy thì thưa bác sĩ, cũng có nhiều khán giả thắc mắc đó là vậy thì việc đeo kính áp tròng một ngày hay là đeo cái loại dài ngày thì có khác nhau gì hay không? Xin mời bác sĩ Hạnh giải đáp câu hỏi này. Cũng khá nhiều khán giả. Đúng rồi. Câu hỏi này tôi cũng gặp rất nhiều khi mà các bạn mà đeo kính áp tròng, bởi vì đúng là nếu khi đeo kính gọng thì nó có vướng víu rất nhiều thứ, trời mưa rồi chơi thể thao các thứ, cho nên là
các bạn trẻ bây giờ là có xu hướng là đeo kính áp tròng ban ngày để không phải đeo kính gọng nữa. Thế thì tôi cũng cảnh báo là các bạn đeo kính áp tròng thì các bạn phải có một cái chế độ chăm sóc rất là đặc biệt, nó có dung dịch ngâm riêng, dung dịch rửa kính riêng, dung dịch nhỏ mắt riêng, thì các bạn phải tuân thủ theo chỉ dẫn của các bác sĩ cũng như là của nhà sản xuất kính áp tròng. Bên cạnh đó, kính áp tròng ban ngày nó có thể có một loại, có nhiều loại, có loại một ngày, có loại một tuần, có loại một tháng, ba tháng, một năm. Thì càng ngắn ngày thì sẽ càng đảm bảo vệ sinh tốt. Các bạn đeo hàng ngày này, các bạn đeo hết một ngày, các bạn bỏ đi thì sang ngày mới các bạn đeo kính mới thì nó đảm bảo vệ sinh hơn. Còn các bạn càng đeo dài ngày, 3 tháng mới thay một lần, và trong cái đó mình ngâm vào cho cái dung dịch đấy, cái dung dịch đấy mình phải thay thường xuyên hàng ngày. Thì các bạn chỉ cần là quên đi 2-3 ngày mình mới thay, thì cái mắt đấy, cái mắt kính đấy ngâm vào trong cái dung dịch nó không đảm bảo về vấn đề vệ sinh, thì đeo vào nó rất dễ bị viêm nhiễm. Do đó với cái kính áp tròng mềm ban ngày thì tôi khuyên là các bạn nếu có điều kiện nhất, tại vì càng ngắn ngày thì cái giá thành nó càng đắt, càng dài ngày, một năm giá thành nó rẻ hơn là một ngày rất nhiều. Do đó là nếu các bạn có điều kiện thì các bạn đeo cái ngắn ngày là cái tốt nhất. Đấy, nếu mà không có điều kiện một ngày thì có thể dùng một tuần mình thay một lần. Thế còn nếu mà các bạn mà dùng những loại 3 tháng hay một năm thì các bạn phải có một cái chế độ chăm sóc về cái mắt kính nó rất cẩn thận thì mới đảm bảo cái vấn đề không vệ sinh, tại vì cái môi trường của mình đã bụi bẩn rồi mà các bạn về các bạn không chăm sóc cẩn thận nữa thì cái kính đấy nó rất dễ bị nhiễm bẩn, và khi đeo vào mắt mình chắc chắn là viêm nhiễm. Và chúng tôi đã gặp những cái trường hợp loét giác mạc do Acamoeba, do đeo kính áp tròng nó rất nặng. Nếu mà các bạn mà không chăm sóc cẩn thận là nó sẽ nhiễm cái ký sinh trùng đấy, và khi nhiễm như thế là điều trị rất là dai dẳng, rất là lâu. Và nó được tôi cảnh báo là các bạn đeo kính áp tròng là phải cái chế độ chăm sóc rất là phải kỹ càng. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bác sĩ Hạnh. Thưa quý vị, như tùy vào cái nhu cầu cũng như là tùy vào điều kiện kinh tế thì chúng ta sẽ, bác sĩ cũng sẽ tư vấn những cái loại kính phù hợp với chúng ta. Tuy nhiên là chúng tôi vẫn lưu ý đó là với những bệnh nhân mà chúng ta không hay sử dụng kính nhiều thì cái loại tốt nhất chúng ta nên sử dụng vẫn là loại kính áp tròng một ngày, buổi sáng chúng ta đeo vào, buổi tối chúng ta sẽ tháo, chúng ta vứt đi. Còn với những bệnh nhân mà chúng ta sử dụng loại kính dài ngày hơn, như là 2 tuần hay là 1 tháng hay là nhiều hơn nữa, thì chúng ta nhất định là chúng ta phải tuân thủ đúng những cái phương pháp vệ sinh, và vệ sinh như vệ sinh tay hay là vệ sinh kính trước khi chúng ta sử dụng, để tránh những cái tình trạng viêm nhiễm rất là đáng tiếc như bác sĩ chia sẻ. Thậm chí có những trường hợp hoàn toàn có thể làm mất thị lực của chúng ta do tình trạng giác mạc bị loét quá là nhiều. Vâng, xin cảm ơn bác sĩ Hạnh đã chia sẻ rất là cụ thể về những thắc mắc mà quý vị đã gửi về ngày hôm nay. Và thưa quý vị, để trước khi kết thúc chương trình thì xin mời bác sĩ Hạnh có thể có một số cái lời khuyên dành cho các quý vị, đặc biệt là các bậc cha mẹ phụ huynh. Trước cái ngày khi các con bước vào năm học mới thì các quý vị có thể có thêm những lời khuyên để bảo vệ đôi mắt sáng khỏe của con em chúng ta. Xin mời bác sĩ Hạnh. Vâng, để chuẩn bị cho một năm học mới với đôi mắt sáng khỏe thì bác sĩ cũng có thể đưa ra một số cái lời khuyên mà các phụ huynh hoặc là các con có thể chú ý. Cái thứ nhất là đã qua cái thời kỳ mình học online rồi nên mình cũng yên tâm được phần nào, bởi vì 2 năm vừa rồi Covid thì các bạn học online rất là nhiều. Do đó là sau cái thời gian mà hết cách ly đấy, là cái lượng của bệnh nhân đến khám bị cận thị rất là nhiều, rất là đông. Thế chủ yếu là do mình nhìn gần quá mức, nhìn gần quá nhiều nên mắt nó co quắp tiểu tiết, nó gây từ không bị cận thành bị cận, nó gọi là cận thị học đường, do là tiếp xúc với công nghệ quá nhiều. Mình chỉ loanh quanh trong cái khu vực rất là nhỏ với mấy bức tường như này, không đi đâu được đấy, không sinh hoạt ngoài trời được, cho nên là cái chế độ của mắt nó rất là gò bó. Vì vậy mắt nó không nhả được điều tiết nên là nó suốt ngày nó phải làm việc, vì vậy là cái tỷ lệ cận thị tăng rất nhiều trong cái giai đoạn hậu Covid. Thế thì để tránh cái hiện tượng đấy thì cũng mình có cái chế độ sinh hoạt nó rất là phù hợp thôi. Ví dụ là cho con chơi ngoài trời nhiều lên, các cái hoạt động ngoài trời nhiều lên đấy, hạn chế các cái đồ công nghệ, nhất là ở cái giai đoạn học đường cuối cấp 1 mà trong giai đoạn cấp 2 là cái lúc đấy là mắt các bạn rất dễ bị cận thị nếu mà dùng nhiều, nếu dùng mắt nhiều. Vì vậy mình phải có chế độ nghỉ ngơi. Nếu trong trường hợp mà về chế độ ăn uống thì có thể bổ sung thêm rau xanh hoặc là các cái loại rau củ quả có màu giàu vitamin A, ví dụ như là trứng này, cà rốt này, cà chua này, gốc này, tất cả những cái dầu vitamin A nó cũng bổ sung thêm các cái vi chất cho mắt cũng rất là tốt. Và cái quan trọng là bạn phải đi khám mắt định kỳ ít nhất là phải từ 6 tháng. Còn nếu bạn đã đeo kính rồi thì có thể hoặc là 3 tháng. Còn các bạn nào mà chưa đeo kính hoặc chưa có vấn đề gì về mắt thì cũng nên 6 tháng khám định kỳ một lần. Cái chế độ sinh hoạt thì như tôi vừa nói, nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt. Bây giờ việc học của các bạn cũng rất là nhiều rồi. Thế ngoài việc học ra lại phải cho mắt nghỉ ngơi.
làm việc máy tính thì là có thời hạn 20 phút cho mắt nhắm tại chỗ, nghỉ 20 giây như tôi trả lời những cái câu hỏi vừa rồi. Cái đó là những cái chế độ sinh hoạt mình hoàn toàn mình kiểm soát được, không có vấn đề gì cả. Thế thì cái nữa là các con phải giảm những cái hoạt động về công nghệ máy tính rồi điện tử rồi điện thoại. Bây giờ các bạn dùng điện thoại rất nhiều, tôi khuyên là cũng từ cái điện thoại đấy mà cái tỷ lệ cận thị học đường nó tăng rất là nhiều. Đó là giảm thiểu cái thời gian làm việc bằng mắt với điện thoại thì là các con sẽ có những cái đôi mắt sáng khỏe để tới trường chung vui với năm học mới. Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ cũng như những lời khuyên rất cụ thể và hữu ích của bác sĩ Hạnh trong chương trình ngày hôm nay. Và tôi tin rằng với những chia sẻ rất cụ thể ngày hôm nay của bác sĩ Hạnh thì các bậc cha mẹ cũng đã có thêm những kiến thức rất là mới và bổ ích để có thể chuẩn bị một đôi mắt sáng khỏe cho con để các con đến trường trong dịp khai giảng sắp tới. Và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình ngày hôm nay của chúng tôi và hy vọng quý vị có thể lưu lại chương trình này cũng như là chia sẻ với thật nhiều người thân và bạn bè của chúng ta. Và xin cảm ơn quý vị đã theo dõi cũng như là hẹn gặp lại vào lúc 15 giờ chủ nhật sáng tuần sau. Xin kính chào và hẹn gặp lại. Xin chào MC, xin chào tất cả quý vị khán giả.